chương một những trò đùa quái ác bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt có một đám trẻ con đang bu quanh một đứa bé gái dòng suối nhỏ bên cạnh đó cũng như đóng băng lại vì cái lạnh trên khóe môi của cô bé còn hơi rỉ máu như bị người ta tác người cô bé lôi thôi lết thết trông đến bê tha cô bé khóc thúc thích giữa đám trẻ con đang nhe răng cười thích thú đối diện với cô là một cậu bé đang ngồi vắt chân chữ ngủ nhìn rất vên. Trong mắt cậu lộ rõ vẻ đắc ý khi nhìn thấy cô bị như thế này. Đám trẻ con phục tùng bên cạnh tôn cậu như một bậc đế vương khiến cậu càng thích chí. Sao hải nhân Mỹ? Đến đến ba thì mày có nhảy không? Cậu bé đó hỏi. Nhân Mỹ đưa đôi mắt sáng lên nhìn các vũ. Cô bé ghét con người này, luôn độc ác và luôn thích độc chiếm cô. Lúc nào cậu ta cũng tỏ ra thô bạo với cô, sẵn sàng đánh cô nếu như không vừa lòng, bắt cô phải làm mọi thứ cho hắn. Cô đã làm gì hắn? Đã làm gì khiến hắn phải ghét cô như vậy? Cô bé không biết. Chỉ biết đối diện với câu hỏi và cái nhìn hàng học của tên ngồi đối diện. Cô đưa đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh, đám trẻ con ở đây không có kẻ nào muốn giúp cô cả. Đơn giản chỉ vì chúng sợ các vũ. Cô nói giọng sợ hãi em, em không thể. Nước ở đó rất lạnh. Các vũ vội vàng lao đến đạp cô một cái khiến cô ngã lăn ra đất. Cô không khóc thét lên như những đứa bé gái khác mà chỉ cắn răng chịu đau. Cậu chỉ tay vào mặt nhân Mỹ quát. Viên bi này mày phải kiếm bằng được cho tao. Nó ở dưới suối chứ có ở đâu xa. Chẳng phải tao đã nói cho mày biết rồi còn gì. Rồi cậu ra lệnh cho mấy đứa cạnh đấy. Lôi nó xuống đấy cho nó tìm. Khi nào tìm được thì mới được về. Bằng không thì tao giết mày. Rồi cậu bỏ đi để cho cô bé bị hai thằng trẻ con khác lôi xuống dòng suối lạnh buốt buổi tối. Nhân Mỹ bị cảm lạnh rất nặng. Mẹ của Nhân Mỹ đến nhà gọi cửa. Vốn dĩ mẹ cậu và mẹ Nhân Mỹ chơi rất thân với nhau. Cậu đoán chắc là Nhân Mỹ lại khoe với mẹ chuyện hôm nay rồi. Nhưng quả thực trong lòng cậu rất lo cho cô bé, nghe nói cô bé bị cảm lạnh rồi là tại cậu. Trong tâm hồn ngây dại của các vũ luôn luôn thích độc chiếm. Nhân Mỹ cũng vậy. Cậu hung bạo với cô cũng chỉ vì cô không chịu thuộc về cậu. Điều này làm cậu rất rất tức giận. Cô bé cứng đầu này cho dù có bị đánh chết cũng không bao giờ chịu phục tùng ai đó. Nhưng cái vẻ yếu đuối cố tỏ ra kiên cường càng khiến cậu thích thú mỗi khi trêu chọc. Cậu thích nhìn đóa hoa giả quỳ này chống đỡ lại những cơn bão tố là cậu như thế nào? rất ngạc nhiên là mẹ nhân mỹ chỉ đến tìm mẹ cậu để hỏi bố cậu có thể đưa hai mẹ con họ đến bệnh viện được không bố nhân mỹ đi công tác chưa về các vũ thở phào nhẹ nhõm cậu biết ngay mà nhân mỹ sẽ không là người như thế đâu cô bé lúc nào cũng chỉ cắn chặt răng mà chịu đau khổ một mình thôi cậu bé nhoẻn miệng cười chắc chắn một ngày nào đó cậu phải làm cho cô bé này là của cậu chỉ có cậu mới có quyền độc chiếm cô bé sẽ không để cho kẻ nào cướp cô đi mất. Cô bé phải là vật sở hữu của cậu. Sáng hôm sau các vũ theo mẹ vào bệnh viện thăm nhân Mỹ. Bước vào phòng cậu đã phát hoảng khi nhìn khuôn mặt tiêu tụy của nhân Mỹ. Sao nhân Mỹ của cậu lại bị như thế này? Rõ ràng chỉ là tìm viên bi ở dưới suối thôi có nhất thiết phải bị nặng như thế này không? Nhân Mỹ ngốc nghếch, nhân Mỹ vụng về không biết chăm sóc cho bản thân mình. Cậu chạy đến bên giường áp tay vào ngực của nhân Mỹ khi nghe thấy nhịp tim vẫn còn đập thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm hai bà mẹ nhìn các vũ rồi cười cái thằng bé này nhân mỹ không chết được đâu biết là vậy nhưng cậu bắt đầu thấy có lỗi chắc là khi nhân mỹ tỉnh dậy cậu sẽ xin lỗi cô bé hai bác đi mua đồ cháo cho nhân mỹ con ở đây trông em ấy nhé các vũ trả lời mẹ nhân mỹ dạ được con có muốn ăn gì không con muốn ăn giống như Nhân Mỹ. Hai bà mẹ vừa đi ra khỏi cửa thì cậu thấy mi mắt của Nhân Mỹ khẽ động đậy. Các Vũ vui mừng chạy đến bên giường hỏi. "Sao rồi? Có thấy mệt không?" Nhân Mỹ hoảng hốt. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy các Vũ, có phải cô đang bị ác mộng không? "Anh chấm Anh làm gì ở đây?" Đến thăm. Cậu trả lời cộc lốc. "Anh có làm hại?" vế sau nhân mỹ không nói nữa cô đang rất mệt chỉ ngẩng mặt lên trần nhà tự đặt ra những câu hỏi cho mình tại sao các vũ lại ở đây hắn không làm hại mình nữa chứ các vũ thấy vẻ mặt của nhân mỹ như vậy thì rất tức giận cậu đã lo lắng như thế nào cậu đã sợ hãi như thế nào cậu định xin lỗi cô cuối cùng là nhân mỹ dành cho cậu ánh mắt đề phòng như thế này đây mày không vui khi tao đến đây thăm mày đúng không? Nhân Mỹ sợ hãi không dám trả lời câu hỏi này. Cô né tránh cả ánh mắt của các vũ. Hắn đúng là như một con hổ hung dữ. Cô sợ hắn. Chỉ muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn càng sớm càng tốt. Các vũ bước đến giật tung kim truyền nơi tay của nhân Mỹ rồi cười đẻo giả. Mày khỏe rồi. Truyền làm gì nữa? Đừng, các vũ cho mày biết thế nào là coi thường tao nhân mỹ sợ hãi chỉ dám nhắm nghiền đôi mắt chỉ cần nhắm mắt là cô sẽ không phải nhìn thấy mặt các vũ nữa và sẽ không phải nhìn thấy những trò đùa quái ác mà cô sắp phải chịu đựng bởi bàn tay kia hai ngày sau nhân mỹ chuyển nhà đi không lý do để mình các vũ ở lại với bao đống hỗn độn chỉ biết chút giận lên đám trẻ con trong xóm cô bé dám chạy thoát khỏi cậu các vũ nghiến răng nói cứ đợi đấy nhân Mỹ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.